Quý khách thân mến, hôm nay vườn mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình lô mai con quấn rễ hình trái bí. Và đây, đặc điểm đó được quấn quanh bởi một cái quần sư dừa rất là to và thưa rộng luôn. 4 múi cả nhà. 5 múi. 5 múi ha. Rồi, đa phần là 4 múi, 5 múi. Có 6 múi mà ít cả nhà. Đây, 5 múi ha. Rồi cái quần nè. Đó, rất là to. Để cho nữa nó không bị dính. Rồi, cây bây giờ á là cỡ như là bự hơn ống hút. Giữa cây đũa ăn và đầu đũa lớn. Đó. Đây. Rồi, cây mập mạp chèo nhánh như thế này. Cao trung bình em lấy từ 50 cho đến 70-80cm. Và hàng này đảm bảo với cả nhà mình trồng tàn thông là hết sảy luôn. Đấy. Có tay cành nhánh để cho mình tòng tàn thông. Rồi cây như thế này là 9.000 một cây. Và 50 cây là em bao phí vận chuyển và tặng cho mình 2 cây. Còn 100 cây thì em tặng cho mình là 6 cây và bao phí vận chuyển luôn. Đó. Rồi ha. Quý khách mình đang có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại của mình là 0949 234525. Đây. Và cái loại hình trái bí này nổ lớn lên nó rất là đẹp luôn cả nhà. Số lượng em Huỳnh có khoảng tầm là 2.000 mấy, gần 3.000 cây ha. Đó. Cây đều nhau, có chèo hết. Lấy trung bình từ 50 cho đến 80-90cm luôn. Rồi, cả nhà mình thích thì alo số điện thoại của Huỳnh. Đó. Cái này là em khảo sát. Đó, em moi thử ha. Và khi mà gửi cho cả nhà mình á thì em mình cũng sẽ moi thử vài trái nha. Đó, em sẽ kiểm tra rồi để cho gửi cho quý khách nha. Rồi. Xanh mịt luôn cả nhà ha. Ừ. Rồi, cả nhà mình thích bí á, quấn rễ hình trái bí thì alo cho Quỳnh ha. Và đây, cây chèo rất là ok nè. Đó. Rồi, và đặc điểm mai này đó là mai vàng. Ương hạt mai chưa tết á cả nhà, ương hạt mình không biết chính xác nó là loại nào ha. Thì là mai giảo từ 5-6 cánh trở lên. Thì mình cảm thấy mà qua ok thì mình để, còn không thì mình cắt ghép nha cả nhà. Em chỉ đảm bảo cho mình được cái bộ đế thôi. Cái bộ rễ nè. Đó, để cái hình trái bí này rất là lạ luôn nha cả nhà. Rồi. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.